Biết ông bà ngoại dành nuôi, bé La Vi sợ hãi dặn bảo mẫu, nói cô chủ nhiệm đừng đưa con cho bà ngoại. Đến nay, sau gần 3 tháng kể từ ngày mất của Mai Phương, câu chuyện về việc nuôi dưỡng bé La Vi vẫn chưa được giải quyết, dù Phùng Ngọc Huy đã ủy quyền chăm sóc con gái cho hai cô bảo mẫu cùng ông bà nội của bé, nhưng bố mẹ cố diễn viên vẫn nhờ đến luật sư để giành lại cháu ngoại vì cho rằng La Vi đang sống với những người không phải bà con, họ hàng thân thích. Im lặng suốt một thời gian dài nhưng mới đây, hai cô bảo mẫu đã quyết định lên tiếng, cả hai quyết định đâm đơn kiện liên quan đến luật sư của ông bà ngoại bé La Vi. Họa Mi, một trong hai cô bảo mẫu của bé La Vi cho rằng, người này đã xúc phạm đến danh dự, xâm phạm đời tư cá nhân và vi phạm quy tắc hành nghề. Bên cạnh đó, cô bảo mẫu cũng không khỏi bức xúc khi bị bố mẹ Mai Phương tố cáo ăn chặn tiền nuôi dưỡng, chiếm đoạt tài sản của cố diễn viên lúc sinh thời. Chưa kể, ông bà ngoại bé La Vi còn thuê người đến nhà hai chị em quấy rối. Mới đây, trong một đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa Họa Mi và một người bạn thân thiết được lan truyền trên mạng xã hội, bảo mẫu của bé La Vi tiết lộ về những câu chuyện chưa được kể, khiến ai nấy cũng không khỏi xót xa, đau đớn khi con gái Mai Phương mới 7 tuổi đã phải chịu nhiều tổn thương do ông bà ngoại gây ra. Cô bảo mẫu tiết lộ dù mới 7 tuổi, nhưng La Vi có suy nghĩ già dặn hơn những em bé khác. Khi biết chuyện ông bà ngoại dành nuôi, bé La Vi sợ hãi nói với cô bảo mẫu hãy về nhà nội sống để được an toàn. Thậm chí, con gái Mai Phương còn nhắc đi nhắc lại vì cô bảo mẫu nhớ phải dặn giáo viên chủ nhiệm không đưa con cho ông bà ngoại. Như hồi chiều nay, La Vi nghe vụ lùm xùm mà em không đón nó đi học về vì phải lo đơn từ, về nó hỏi em tại sao con đi học bơi mà không đón con. Em mới nói cô Mi đang rất bận, cô Mi phải bảo vệ cô Mi vì bây giờ bà ngoại gây rất nhiều phiền phức cho cô, cho nên con phải thông cảm cho cô để bà bảy đón con. Rồi nó nói với em thế này, cô Mi ơi, bây giờ mình đi về bên nội ở đi, mình ở với ba Huy với bà nội là mình được an toàn. Không có đứa nào 7 tuổi nói được những câu như vậy, chưa bao giờ em gặp đứa trẻ nào có rất nhiều suy nghĩ dài dặn trong tư tưởng, hành động, việc làm mỗi ngày. Nó bảo ngày mai cô phải lập tức gọi cho cô Hà, giáo viên chủ nhiệm của La Vi, nói cô Hà bảo vệ con, nói cô Hà đừng đưa con cho bà ngoại, cô Mi phải dặn cô Hà thật kỹ. Cô bảo mẫu chia sẻ lại khoảnh khắc bé La Vi sợ hãi khi biết chuyện. Bên cạnh đó, bảo mẫu con gái Mai Phương cho biết chị sẽ công khai hình ảnh lưỡi La Vi bị tổn thương nặng do bà ngoại lấy thị y nóc cạo khi bé mắc bệnh tay chân miệng, đồng thời đưa chứng cứ La Vi không dùng được kháng sinh trẻ em do bị bà ngoại cho uống thuốc kháng sinh liều cao của người lớn từ lúc 1 tháng tuổi. Hiện tại, sự việc đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng, phần đông dư luận đều cảm thấy vô cùng phẫn nộ trước việc làm của bố mẹ Mai Phương và mong câu chuyện sớm được pháp luật giải quyết để bé La Vi được an toàn.